Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đi kiểm tra một số khu vực thường xảy ra ngập nặng trên địa bàn quận Thanh Khê và Cẩm Lệ. Đến kiểm tra nơi ở tạm tránh lụt của người dân tại trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực của chính quyền quận Thanh Khê và phường Thanh Khê Tây, đồng thời lưu ý theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, đêm nay khả năng mưa rất to nên chính quyền địa phương phải bố trí các lực lượng túc trực 24/24 để làm tốt công tác di dân, nhất là khu vực khe cạn đề phòng ngập lụt vào đêm, vận động người dân không được chủ quan sơ tán kịp thời theo tinh thần an toàn tính mạng là trên hết. Tại kiệt 253 Thái Thị Bôi, thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh đây là khu vực thường xuyên bị ngập nặng khi mưa to, lại rất đông dân cư. Trận mưa vừa qua khu vực này bị ngập nặng hơn 1,5 mét, ảnh hưởng đến gần 500 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu của phường Chính Gián. Do vậy, chính quyền địa phương cần đặc biệt chú trọng đến công tác sơ tán dân, đặc biệt là vào đêm nay nếu mưa to, phải huy động lực lượng giúp dân sơ tán tránh lụt kịp thời. Mưa lớn với cường độ như buổi sáng này là cũng cực kỳ. Sáng nay cũng lên tới đây, coi như là xe cộ là chịu chết rồi. Nhất là tài sản để có thể dân kê tài sản để, chứ còn người là một chuyện hư hỏng tài sản không cần thiết, mình còn chủ động được để giúp cho bà con. Hôm nay ở phường cố gắng động viên bà con chấp nhận chung như thế để mà an toàn cái đã. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã đi đến kiểm tra khu vực thường xuyên ngập nặng tại tuyến đường Yên Thế Bắc Sơn và chỉ đạo quận Cẩm Lệ và phường Hòa An tiếp tục làm tốt công tác ứng phó tình trạng ngập lụt trên địa bàn, đặc biệt chú ý công tác ứng cứu di dân tại những khu vực ngập nặng.